Tiếng sáo thật là hay. Ồ, cảm ơn. Tôi... Hả? Cô là con quỷ rừng xinh đẹp nhất mà tôi đã từng gặp đó. Tôi không phải là quỷ rừng, tôi là Maka. Tôi là linh hồn của rừng. Wow. Sao ngươi lại xâm lấn nơi này? Một người phụ nữ kỳ lạ sẽ trả nhiều tiền cho tôi để tìm một chiếc lá đặc biệt. Ở trong khu rừng phía sau ngọn Hắc Sơn. Đến gần hơn nữa nào. Tìm thấy cái cây chưa? Và cái thằng nông dân thì biến đâu mất rồi. Hay là cậu có thể chơi nhạc cho mình nghe được không? Cháu biết việc này trái luật thế nào không hả? Tháng 6 này hắn cũng không khác gì những con người khác đâu, rõ chưa? Hắn sẽ phản bội cô. Thật đáng kinh ngạc. Lucas, hắn đã ở chỗ nguồn sống. Chỉ có một cách để ngăn chặn cái ác này. Tấn công chúng trước. Hai thế giới. Đi đi, và đừng bao giờ quay lại. Một trái tim. Ta thích cách cháu, dù cô nhìn vào đâu vẫn thấy những điều tốt đẹp mà cả. Một giai điệu. Nhưng cháu đã phạm phải sai lầm giống ta năm xưa. Một lựa chọn duy nhất. Con người và khu rừng đều bị thiêu rụi trong lửa và thù hận không hồi kết. Bộ phim Maka thân thoại rừng xanh. Dự kiến khởi chiếu ngày 16 tháng 6 năm 2023.